ấp 1 Phước An hả? Rồi ấp 1 Phước An Củ Chi. Trong tổ tại không biết đi thăm con. Xe 50 thôi. Biết xe 50 không? Biết không? Ở cái cấp á. Có xe đó tại nó mới hơn rồi. Dục. Có mang theo không? À. Có mang chứng minh nhân dân của em theo không? Em là học sinh anh. Bây giờ cái này lỗi này của em giờ giúp vi phạm tốc độ, mà giờ không có giấy tờ gì ở đây hết thì giờ anh tiến hành lập bản giữ xe em lại nha. Em nhiêu tuổi rồi? Dạ mới lớp 12. Lớp 12. Nhà máy tháng mấy? Sinh nhà máy? Dạ 24 tháng 11. 24. 23. Chưa mới thế. Xe chạy được rồi, xe 50 chạy được rồi. Xe 50 chạy được rồi. Nhưng mà đang vi phạm tốc độ. Nhà số 75. Số 75 hả? Dạ. Rồi số 75 là gì nữa? Có cái đường tên đường. Đường bao nhiêu? Số 75 đường 67. Rồi công an thành phố Hồ Chí Minh, phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt. Này là căn cứ kết quả của máy ghi hình tốc độ, số hiệu là TG007117. Lúc 11:30 ngày 15 tháng 1 năm 2021 tại địa điểm là 139 quốc lộ 22 Tân Thông Hội Củ Chi, là chúng tôi gồm Bùi Phương Lâm, cấp bậc chức vụ thượng úy cán bộ, đơn vị công tác là trạm cảnh sát giao thông Tây Bắc, tiến hành lập biên bản đối với ông bà Dương Quang Bách, sinh ngày 31 tháng 12 năm 1996, quốc tịch Việt Nam, nghề nghiệp là nhân viên, địa chỉ là ấp Me Tân Hiệp, Châu Thành, Tiền Giang. Số chứng minh nhân dân là 312-298-104, cấp ngày 31 tháng 2 năm 2010 do công an tỉnh Tiền Giang cấp. Rồi bây giờ là cái lỗi vi phạm của mình là lúc 11:25 ngày 15 tháng 1 năm 2021 tại địa điểm 203 quốc lộ 22 Tân Thông Hội Củ Chi, điều khiển xe mô tô biển số 63B353582 chạy quá tốc độ quy định từ 5 km/h đến dưới 10 km/h. Rồi kết quả của máy ghi hình tốc độ là 58/50 km/h, quy định tại điều 6 khoảng 2 điểm C nghị định 100/2019 của chính phủ. Rồi bây giờ là sẽ tạm giữ của Bách là một giấy phép lái xe hạng A1 nha. Rồi hẹn Bách có mặt lúc 8 giờ ngày 22 tháng 1 năm 2021 tại địa điểm là 148/144 quốc lộ 22 Tân An Hội Củ Chi để giải quyết nha. Rồi biên bản lập xong lúc 11:33 ngày 15 tháng 1 năm 2021 thì mức phạt cho cái lỗi này của Bách là 250.000 nha. Rồi, có gì rồi ký tên. Dạ có, em đi học từ đây về thôi. Tí nữa là đi hoài luôn. Thế em có biết là đoạn đường này được phép chạy bao nhiêu không? Dạ, dạ biết, nhưng mà lúc đó thì em đang tốc tốc ra để em chạy cái kia. Nên là em đang theo tốc về nhà để chút nữa nghỉ rồi đi phải đi học nữa nên phải giữ sức.
đi trên cái đoạn đường này mà nếu mình chạy tốc độ cao như vậy thì em có thấy nó nguy hiểm như thế nào? Dạ, nếu mà đi trên đường này nó là tốc độ hiểm cao chứ thì cũng sẽ nguy hiểm, nếu mà không biết cảnh sát lại tốc độ mình. Với lại nãy em phóng ra lên thì thôi quá. Anh chạy xe vừa mà anh bị vi phạm cái lỗi gì vậy? Dạ, em bị tốc độ. Mình đang điều khiển xe gì? Dạ, xe tải. Anh có thường xuyên đi qua đây không? Dạ, lâu lâu em đi hành chính, em cũng không để ý. Mình là một người lái xe hành nghề chuyên nghiệp ấy. Dạ. Tại sao mà anh vẫn bị cái lỗi nhỉ? Thì em nghĩ đường này 60 thì em nghĩ chưa nè, cũng vắng vắng là thôi em chạy, em có gấp tới nhà có việc á. Dạ. Chứ em chạy hàng ngày thì đường này cứ 50-60 em chạy thường rồi. Nhưng mà bên đây nhà em thấy buổi trưa ở nhà có việc gấp quá em hơi lật đật xíu. Thế thì lúc đó anh chạy bao nhiêu trên 60? Dạ 60-70. Anh có quan sát từng thấy cái biển báo ở trên đoạn đường? Dạ thì hàng ngày em đi em biết, nhưng mà em nghĩ nhà có việc hay em hơi gấp chứ thường thường em chạy 50-60 đổ về không về hơn. Cái đường này em cũng có đi em biết. Thì đây là cái giai đoạn mà cái dịp cuối năm sắp tới. Dạ, dạ. Cái thời gian nó hoạt động nó cũng sẽ tăng cao. Dạ. Nó không tiện rồi, những cái hàng hóa nó nhiều thì theo anh thì những cái đấy thì với những cái lý do của mình thì nó sẽ ảnh hưởng chung đến những người khác, bản thân mình ảnh hưởng chung với người khác. Sau những buổi hôm nay thì anh thấy rằng nói chung thì em trước giờ em kinh nghiệm thì em chạy hàng ngày trên đường này em chạy 40-50 thì cũng thường. Nhưng này em nghĩ nhà em có việc em hơi gấp thôi, nhưng mà lần sau em biết cảnh báo em không bao giờ chạy đó nữa, em chạy cứ 40-50. Em lỡ tay là em phóng lên thôi. Với lại hồi nãy em ra em bị kẹt ga nữa, kẹt ga nó phóng lên thì nó sẽ tốc rất là nhanh, nhưng mà xe 50 thì em có thể kiềm chế được tốc độ. Và thì đúng ngay là thì gặp mấy anh công, mấy chú công an này thì cũng thì em thấy em vượt hết tới tốc độ đó thì đó cũng lỗi cho em, nên là em cũng không biết nói gì thêm. Nhưng mà bây giờ mình đã vi phạm, dạ, sau này mình có sửa đổi như nào? Dạ chắc chắn là em sẽ kiểm soát lại được. Dạ chắc chắn. Dạ. Dạ hay là chỉ là chạy chậm lại tí và quan sát đường kỹ hơn. Lúc đầu em đã chạy xe với tốc độ 59 km/h trên con đoạn đường này và nó vượt mức quy định là phải đi 50 km/h. Và sau khi đã vi phạm lỗi này thì em thấy đó là có lỗi bản thân và sẽ hứa sẽ sửa đổi và luôn luôn tuân thủ theo bộ luật của khi tham gia giao thông. Và ngoài ra em cũng sẽ tuyên truyền về bài học này của mình và cho chính những người mà em thương yêu hay là người bạn của mình trên ngôi trường mình đi học. Em không có thấy cái biển báo luôn, với lại là chạy thật sự cái đồng hồ với em lấy nó chỉ 50 thôi mà. Sau ngày hôm nay thì em để vi phạm lỗi vượt quá tốc độ thì em cũng tự mình bản thân mình sẽ thay đổi. Và mong muốn mọi người cũng cố gắng để giữ tốc độ trong mức cho phép để không gây nguy hại đến tính mạng và sức khỏe của mọi người.